Vaya, que hay que leerlo. Thank you.
thế thì cứ nghiêng giống rồi nghe tí. Giữa nhìn vô mấy con đó, à đó, bỏ được rồi để ngoài, để vào giữa mà đừng có đưa vô hết, để ngoài lấy ăn đi tí là chỉnh rau, ăn quay. Đến cái bằng này rồi để ngoài đi. Lò ra chị nghe nha. À, đánh mềm dễ đất tay lúc thì quài đi đây là cục cài chứ không có cái miệng đó đâu quá rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.